Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2022, người dân lưu thông qua cầu Bình Lợi hướng từ quận Bình Thạnh đi thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hiện đôi nam nữ nằm bất động. Cách đó hơn 15 mét là chiếc xe máy hiệu Airblade nằm chắn giữa làn đường xe máy. Đến kiểm tra, người dân phát hiện một nam thanh niên 22 tuổi quê ở tỉnh Đồng Nai đã tử vong, một nữ sinh 22 tuổi quê ở tỉnh Quảng Bình bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa nên vắng người qua lại. Khoảng 30 phút sau, các bạn của nạn nhân cũng có mặt để cung cấp thông tin. Theo đó, hai nạn nhân là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vừa làm xong khóa luận và dự kiến sẽ ra trường vào tháng 8 năm nay. Trước đó, cả nhóm vừa kết thúc buổi tiệc, hai người chở nhau về thì xảy ra vụ việc. Đến hơn 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hiện trường cơ bản được xử lý, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.